Chào cả nhà đã đến với kênh của Út Liễu nha. Chào nhà, con Kỳ kìa. Hôm nay đang đi đâu đang nói cả nhà nghe ơi. Đang đi xuống nhà bà Tám chơi nha cả nhà. Hai mẹ con Út Liễu mới tới nhà của chị Tám thôi. Xuống xe thôi đang. Đang mua gì cho bà Tám, đang đem cho bà Tám đi. Tới bà Tám, bà Tám. À, bà Tám. Đây nè, mang vô. Rồi xách đồ ăn cho bà Tám nè. Đang. Rồi mẹ bỏ con mình trước, hồi nữa có chó ráng chịu nha. Đây Út Liễu mua củ mì, củ len, bánh bò và bánh ướt cho bà Tám nha cả nhà. Đi, đi cứ bà Tám rồi. Chào con chó đi, mỗi lần mình cho bà Tám á. Rồi đi, đi trước đi, mẹ đi theo sao. Bà Tám chào cả nhà nghe. Đây, tới nhà dì Tám rồi nha cả nhà. Bữa nay mẹ con nó xuống bà Tám chơi đây. Mua gì cho bà Tám nhiều vậy? Dạ, con ghé chợ con mua nè, bánh ướt. Ơi, thôi bà bánh ướt, củ mì, củ len, bánh bò cho bà Tám. Cảm ơn chị Út nha, bữa nay dạ, bà Tám không có gì. Dạ. Vô con. Đang thấy chó này đang sợ nè cả nhà. Là hồi đó của Đăng nè. Đây ra đi vô đây. Ki. Anh Đăng này ki. Ủa anh Đăng đi vô kia chạy vô mất tiêu rồi. Anh Đăng sợ luôn ki. Đây, vườn rau sạch của bà Tám. Vườn rau sạch này có cũng ít rồi nha cả nhà. Wow. Đu đủ. Dạ. Đu đủ trái quá trời luôn nha cả nhà. Cái bơ hả Tám? Cây bơ của bà Tám á. Nè. Không có. Nè, cây bơ đó. Nè. Cây bơ. Cây bơ. Con biết cây bơ không? Cây bơ lỗ bà biết Tám. Biết hả? Đây nè, cây đu đủ biết không? Nè Liễu, cái cây chôm chôm nữa nè, Liễu ăn tự lên nè con. Dạ, vậy hả ta? Rồi quá trời luôn nhà bà Tám à, vườn à, trái cây tổng hợp đủ loại luôn nha cả nhà. Mít. Wow, mít có trái nữa. Đi đường trước nè Tám. Đang không dám đi đường sao? Ra bà Tám ẩm rồi. Không. Không chịu bà Tám. Con ở trong nhà nãy với bà Tám đi đi. Đi theo luôn. Đi vậy thì có mẹ đi đường trước. Đây. Dạ. Tại vì con lấy đồ chơi ra. À. Đang đi và đang dở đồ chơi theo rồi cả nhà. Đang dở gì đâu. Cầm theo đi rồi. Thôi mặc áo đi, mẹ lấy cái nón cho con thôi, đợi nón thôi. Đơn hàng gì vậy? Đơn hàng của cậu hai. Để mình lấy nón cho, để ra nắng. Ê, bây giờ ra tham quan vườn trái cây tổng hợp của bà Tám nha cả nhà. Đủ loại hết luôn, thích lắm luôn cả nhà. Xuống được rồi. Đang kia sẵn xuống được rồi. Đi thôi, đây ơi. Đây là gì đó. Đang viết gì vậy? Đang nói cả nhà nghe. Đang viết chữ. Cái M à. Âm ông. Này rau tay vậy nè cả nhà. Này bà Tám trồng lại cái loại rau ít chứ không có trồng nhiều như lúc trước cả nhà. Đi kìa bà Tám ra kìa. Đây, rau gì nè con? Dạ con thấy nè. Rau tới gì? Trái quá chừng rồi. Đi đi lại coi cái mít của bà Tám nè. Nè con dùng là rau gì tốt không? Dạ. Rau gì nè. Ngày Tám trồng có mấy loại hả Tám? Ừ. Bây giờ dân Tám không có trồng nữa. Dạ. Nè con dùng rau giáp nè. Dạ. Đây rau giáp. Còn cái cây này cái gì bà Tám cũng không biết mà trồng đẹp lắm liệu. Rồi dắp thơm đi ngang rồi dắp cái thơm nè. Không phải cái thơm hả ta? Không, cây thơm ngoài đó. Dạ, đúng rồi, thơm ngoài cây. Cây này cái gì á? Dạ. Nó là rau gì á ta? Đu đủ rồi. Sao Tám để đu đủ chín trên cây luôn kìa. Chín quá rồi, tàu không có hái một chút nữa, hái về tỉnh cho mẹ ha. Nó chín quá luôn. Bởi vì giờ hồi tối cũng không có ai, không thấy không? Dạ.
Dạ. Bữa Tám có cây lá quế nào không? Có. Quế đó, đó về trồng được không Tám? Bà Tám ẩm. À dạ. Bà Tám ẩm nổi không? Nó nặng rồi. Dắt cho con ra vườn, con coi cóc nữa kìa. Tham quan vườn. Bởi con nói là vườn trái cây tổng hợp đủ loại của bà Tám luôn mà. Cho đang đi tham quan nha. Đây nè, mít nè cả nhà. Đây cái mít nè. Có hai trái mít to, thiệt là to luôn. Mít to. Dạ. Mít Thái phải không Tám? Ừ. Đi đi lại cây tắc nữa nè. Đây là bụi mía, mía nước. Đu đủ quá bà Tám, cao quá ngã hết trơn nữa bà Tám. Cái nào hái đi. Đó, hái trái chín đó con, trái đó đó. Trái dưới á, trái dưới á. Trái dưới. Hái lượm lên. Hái về nấu canh cho bà ngoại con ăn. Đó, trái đó. Hái, hái bẻ lên. Dặn đó, dặn. Bẻ vậy nè. Mũ á, mũ nó. À, đẹp đà trái thì rồi. Hái trái này nữa về nấu canh cho bà ngoại nha. Nè, cái tắc nữa nè, đưa đây bà Tám cầm cho. Ừ, đang hái đu đủ đây. Đang với bà Tám hái đu đủ. Nhìn thích quá luôn cả nhà. Nè, cái tắc nè. Đây, cây tắc nhỏ xíu mà trái quá chừng luôn nè cả nhà. Hái cái trái vàng vàng á Đăng. Nè, cái trái vàng vàng nè, nè thấy chưa nè. Đó, cái trái tắc vàng vàng là nó mới chín rồi. Coi chừng tắc có gai á Đăng, trúng gai. Ủa, con á. Quá vậy ta. Hái trái này nữa đi. Đưa đây bà Tám cầm cho. Wow. Ồ, Đăng giỏi quá. Đăng ra, Đăng hái tắc, trái hái đủ đủ luôn. Rồi, thích luôn. Quá luôn cả nhà. Đi vườn bà Tám hái trái quá chừng. Rồi. Ăn. Về cho mẹ con ăn làm nước mắm. Đây nữa nè. Hai cái mắm với làm nước tắc uống hay Đăng. Để bà Tám vô chồi, bà Tám lấy cái bịch. Ra hái một chùm cốc khoái nữa. Đăng đứng nó hái rồi. Cốc đâu ta? Đằng kia hả? Cậu cũng làm cái vườn này con. Dạ. Ê mà Liễu con thấy không, cái cậu nó hái ra. Giờ đi ra hái cóc nha cả nhà. Đó. Cái na. Na. Quá trời loại luôn. Tắm này nữa đâu. Sao bỏ với bà. Quá có trái ổi chín nè Đăng ơi, Đăng. Nè Đăng. Rồi, hái đi. Wow, đây, hái ra, hái ra. À. Bởi vì cậu nói giờ đi ra vườn lũi thủi là thấy trái. Ra vườn là quá trường trái luôn cả nhà, thích quá luôn. Đây, cây mãng cầu bà Tám còn gọi là cây na. Nếu mấy cây này mai mốt bà Tám bự, bà Tám bứng vô trong cái mai hả Tám? Dạ. Mai không lớn quá chứ Tám? Mấy cây mai. Mai đẹp không à? Dạ. Ê, được cây dưới thửa này liệu bởi Tám nói. Dạ. Vậy nữa con cáo nào cuốn có gì cũng có ăn. Dạ, đây cây dưới sữa. Nhưng mà Tám trồng à, về loại về cái mỗi loại chăm sóc khác nhau hả Tám? Wow. Tham Tham để bà Tám chỉ cho nhỏ hai. Tới cây cáo rồi nha cả nhà. Lộm lên, lộm lên. Ê, đây đang với bà Tám hái cóc thái nha cả nhà. Đây. Hái với bà Tám kìa, đang làm mì đứng nhật quá, một chùm luôn, thích quá Đăng. Lại đây bỏ vô bà. Mai chùm nhé. Ờ, hai bà cháu hái. Rồi, em này Liễu làm trái nhỏ nhỏ nè. Dạ. Trái nhỏ nhỏ cho quá. Rồi có bông nữa nè Tám. Ờ. Rồi có cáo rồi. Mà nó quanh năm luôn á Liễu. Vậy hả Tám? Đã quá ha. Thế trong kia có trái bự. Rồi con chung vô, chung vô. Ê, cái lá trái nó chưa bự trong cái chùm trong đây nè. Để bà Tám chỉ cho Đăng hái nha. Hai bà cháu. Đây nè mẹ Liễu ơi. Dạ. Mẹ Liễu qua đây. Đây. Để đây Phan nè. Đó, Phan để mẹ. Trời. Rồi, để đây rồi.
Hai bà cháu hái cáo về. Rồi, bỏ vô. Về cho hở mẹ liệu con hở đập ra muối ăn liệu. Dạ. Ăn nữa nè. Ngon hả ta? Quá trời rồi, hái vừa vừa thôi ta. Còn cái này nữa chắc hết rồi. Dạ. Quá, wow, đang một bọc luôn, đang sách nổi không? Đông rồi, đăng bữa nay đi vườn mà tắm trúng mánh. Trúng mánh hơn, hái đủ loại trái hết luôn. Rồi có quả nữa. Quả đu đủ nữa. Cắt về cho nó chấm. Về ăn muối. Cáp chấm mắm rúa. Siêu cay. Ủi chùm cáp nữa cả nhà ơi. Đây. Hái được rất nhiều cáp luôn, rất là ngon luôn nha cả nhà. Ủi. Trời ổi nữa. Rồi bây giờ đi vô nhà thôi. Nãy giờ tham quan vườn của bà Tám xong rồi. Đi chưa hết đó. Chưa hết luôn mà hái được rất là nhiều trái một bịch luôn. Đang sách không nổi luôn cả nhà. Nắng quá vô vô nhà đi. Rồi vô. Rồi đang kia nắng để quá đi vô nhà nha cả nhà. Đi. Đi xuống vườn bà Tám thấy đã không? Đã quá. Ôi, luôn đây, liệu thích quá luôn ta. Có bò Tám bữa nay chủ nhật. Dạ. Dạ. Đủ loại hết, bà Tám có đủ loại hết. Đi đang vô con. Đi vô nhà chơi. Đây con. Đó. Ngái này nè, có cái ụ nè, đứng lên. Cái trèo lên. Để bà Tám dịnh lên. Giỏi quá, giỏi quá. Rồi, bà Tám lên. Ướt nhẹ quá nha. Đang đi đâu mà ướt dữ vậy? Ướt chân á Tám. Gắt chân lên. Ê, gắt chân. Đây, đã vô tới nhà rồi. Thành quả được một bịch luôn. Mệt rồi. Đây thành quả của Đan đi ra vườn hái được đu đủ cốc ổi cái nhà một bọc luôn. Về sáng giờ bà Tám dẹp cái tủ dưới đó liệu. Đó, ăn ra bà Tám cho ra. Bà Tám cho, cảm ơn bà Tám đây con. Cảm ơn bà Tám. Ê. Này là cái gì Đan biết không? Ê, có cái này ngon. Kẹo đậu phộng. À Tám mua luôn hả? Dì Tám không mua nè. Wow. À, đi ra vườn hái cốc ổi xong rồi. Giờ vô lấy kẹo đậu mời con gái. Mời cả nhà ăn kẹo đậu nha. Rồi mời cả nhà ăn kẹo đậu nha. Tám ai ta? Dạ. Ngon lắm con. Ngon không? Trời ơi, giòn ngon quá. Kẹo đậu mà tráng trên bánh đa ta. Cái này dì Tám con đi về dữ không đi ăn sáng. Rồi cái con biết sao ta cũng mua á. Giòn ngon lắm luôn cả nhà. Ngọt ngọt mà hình như có gừng gừng nữa Tám. Mà nó không ngọt luôn. Dạ. Thử lỡ rồi. Còn ra ăn gì? Đăng đó thì ăn đậu phộng. Đăng nó chăng sẽ ăn. Đăng mời cả nhà ăn đậu phộng chưa? Mời lên mời cả nhà ăn đậu phộng với Đăng nha. Mẹ Lễ với bà Tám ăn kẹo đậu phộng. Đây bà Tám lấy xì tin cho Đăng uống nha cả nhà. Đang uống xì tin nè, mời cả nhà để đọc quá. Rất ngon luôn nha cả nhà. Đăng còn đẹp xì biết xì theo trời. Thầy kẹo đậu rất ngon luôn. Út Liễu ăn miếng thứ hai nha cả nhà. Mời cả nhà. Bà Tám đãi kẹo đậu rất là ngon luôn cả nhà. Rồi hai mẹ con xuống bà Tám chơi xong rồi giờ đi về. Xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Đăng được bà Tám cho quá chừng luôn nha cả nhà. Đu đủ rồi ổi rồi cốc nữa. Đăng mặn không ngọt. Nước ngọt nữa cả nhà. Cảm ơn bà Tám rất nhiều nha. Đăng mang lên. Rồi bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Bà Tám chào cả nhà nha.